Phép nhiệm màu. Không biết kẻ nào đã trộm con của chúng ta nhỉ? Nhớ con của mình quá đi mất. Ủa, có gì đó kìa. Ê, con mình đây rồi ông ơi. Để anh làm được. Bắt được rồi này. Ôi trời ơi. Bước nhảy hoàn vũ. Xem nào, khá là kiên cố rồi đây. Anh em cảm thấy diễn viên của chúng tôi bắt chước hoạt hình thế nào? Cắt băng rôn khai trương đây mà. Mới ngay. Cắt thì cắt. Thôi chết, mình cắt nhầm dây rồi.